Nói đi anh nghe nè. Thấy ai cũng có ba mẹ hết. Em bồng đây em thấy tội cho con em lắm. Em thấy con người ta ai cũng được ba mẹ thương yêu hết trơn, còn con em á phải nhăn nắng như vậy. Phải bán em kiếm tiền em mua sữa. Nhiều người không biết thì người ta nói em lợi dụng trẻ con để bán kiếm nhiều tiền hơn. Thì lúc người ta nói như vậy thì em nghĩ sao? Đúng đó, người ta nói em chỉ biết khóc chứ em không biết nói gì hết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại phà Bắc An Hòa của thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì theo được giới thiệu thì Bùi Hồ bắt gặp hình ảnh một cái bé gái đang ngẫm đứa con của mình á, đi mưu sinh hàng ngày trên cái chuyến phà như thế này nè. Thì đây là hoàn cảnh mà được anh Nguyễn ở An Giang giới thiệu cho Bùi Hồ. Bùi Hồ muốn chia sẻ cho các bác quý anh chị biết về cái hoàn cảnh của hai mẹ con bán vé số trên phà mưu sinh là như thế nào hả? Ở bạn này đó hả? Bạn này đó hả? À, còn nhiêu tờ vé số? 40 mấy tờ nữa hả? Ủa em năm nay nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi. Trời ơi, đi lên đây có gì chút xíu anh mua tiếp đoạn cho. Đường dầm mưa thì mời hai mẹ con lại một cái quán cà phê để mà uống một ly nước cũng như là tâm sự tìm hiểu về cái cuộc đời của em. Hôm nay thì cái giọng của Bùi Hồ á nó bị khan tiếng nên khi mà cô bác quý anh chị xem video á có không rõ thì cho Bùi Hồ thông cảm cho Bùi Hồ ha. Mấy ngày nay bệnh đây, mưa gió bão vùng. Anh chào em. Dạ. Chào em tên gì? Dạ em tên Nhung. Em tên Nhung. Dạ. Nhung là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em 18 tuổi. 18 tuổi. Dạ. Sao anh thấy em không phải giống như là không phải 18 tuổi, rất là trẻ luôn. Thiệt không? 18 tuổi thiệt không? Dạ thiệt. Thiệt hả? Dạ. À thì anh thấy em ẵm một đứa bé thì đây là con của em hả Nhung? Dạ đúng rồi con. À em được mấy tháng rồi? Dạ con em được gần 2 tháng rồi. Dạ. À hàng ngày là em ẵm con em đi bán vé số hả? Dạ đúng rồi anh. Mỗi ngày em bán được bao nhiêu tờ? Dạ mỗi ngày em bán khoảng 100 mấy. 100 mấy chục tờ? Dạ. Bán ở bến phà thôi? Dạ. Chồng của em là bao nhiêu tuổi? Dạ chồng em cũng 18. 18 tuổi luôn? Dạ. Nghe anh Nguyễn nói là em có hai người con hả? Dạ đúng rồi. Một người con nữa là lớn hơn bé này là bao nhiêu tuổi? Dạ lớn hơn bé này là bé kia 2 tuổi mấy. 2 tuổi mấy? Dạ. Vậy là em có chồng lúc bao nhiêu tuổi? Em có chồng lúc 16. 16 tuổi? Dạ. Ủa lúc đó thì chưa đủ tuổi để mà kết hôn, vậy thì em có làm con làm đám cưới rồi chưa không? Dạ không, không có đám cưới. Không có đám cưới? Dạ. À em với chồng mình là sao, quen nhau hay là ta làm ai? Dạ quen nhau. Quen nhau, quen nhau lúc nhiêu tuổi? Quen nhau lúc 15. Lúc 15 tuổi? Rồi 16 tuổi cưới rồi ba mẹ có đồng ý không? Dạ gia đình em thì không đồng ý. Ừ. Vậy sao đám cưới? À, em nên bà em thì không đồng ý cho quen, nhưng mà tại vì em có bầu em không dám về. Bà em biết. Bà em biết từ đó về sau bà mới cho quen. Có nghĩa là em đã có con mang trước, có bầu trước. Dạ. Thì sau đó là mới về ra mắt hai bên chứ không có đám cưới luôn. Dạ. Vậy thì em chưa đủ tuổi để mà làm giấy kết hôn đúng không? Dạ. Vậy thì mấy con em có khai sinh chưa? Dạ con của em có khai sinh rồi, tại bà em kêu là làm khai sinh hộ mẹ để con em nữa được đi học. Dạ. Chồng em hiện nay làm cái công việc gì? Dạ chồng em là lúc trước là đi làm hồ phụ tiếp gia đình. Còn bây giờ? Còn bây giờ thì chồng em bị bắt tại tội đánh lộn. Tội gì? Đánh lộn. Đánh lộn? Dạ. Là đi tù? Dạ. Rồi ở tù mấy tháng? Dạ ở nay cũng khoảng 3 tháng rồi mà chưa ra tòa. Bị giam lại đúng không? Dạ. Rồi đánh rồi có gây thương tích cho tao? Dạ cũng gây thương tích mà nhẹ.
ha. Có gây thương tích mà nhẹ. Nhẹ. Yeah. Dạ. Anh nghe nói là chồng em thường có chơi ma túy đó hả? Dạ. Có không? Lúc trước là không có chơi, chỉ đi làm thôi, tụ tập rồi người ta rủ hang chơi, chơi mới dính rồi. Dạ. Vậy là lúc mà ừ. con em sanh ra thì chồng em đã đi tù rồi hả? Dạ, đúng rồi. Chồng em đã đi tù rồi, bé mới sanh ra. Thì bé tên gì, bé tên gì? Dạ, bé tên Hồng Ngọc. Hồng Ngọc. Dạ. Thì sao nghe, nhỏ xíu mà lúc đó còn 15 tuổi, còn nhỏ xíu mà tại sao yêu đương sớm vậy? Dạ, tại ham vui. Hả? Tại ham vui, không nghe lời gia đình. À. Dạ. Nhà em ba mẹ như thế nào? Dạ, em không có ba mẹ bỏ từ nhỏ. Ở bỏ. Với bà, mà không phải là bà nội, chị của nội. À. Dạ. Còn bà nội? Còn bà nội em mất. Ở với bà? Dạ. Rồi hiện nay thì em sống bên chồng hay sao? Dạ, em sống bên chồng, sống với ba chồng. Ba chồng? Dạ. Rồi mẹ chồng đâu? Mẹ chồng lập gia đình riêng. Mẹ con chồng lập gia đình. Dạ. Rồi con mình em với ba chồng ở rồi. Dạ. Ôi trời. Rồi ở vậy mọi em có ngại không? Dạ cũng không, tại ba bệnh cũng yếu lắm, ba ở một mình không có được. Ba bệnh gì? Dạ ba bệnh gan. Ba năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ ba năm nay là 47 tuổi. 47 tuổi? Dạ. Ba làm cái công việc gì? Dạ ba chạy xe ôm. Chạy xe ôm? Dạ. Mỗi ngày là thu nhập là từ em với lại ba là được bao nhiêu tiền? Dạ khoảng 200 mấy đổ lại thôi. 200 mấy ngàn đổ lại. Dạ. Thì em làm bán vé số như thế này nè, thì có đủ để mà cái số tiền để mà trang trải hàng ngày cũng như là nuôi bé, hai bé không? Dạ cũng chỉ đủ mua tiền sữa tã thôi. Đủ mua sữa tã rồi. Dạ. Bé là uống sữa nhà hay là sữa mẹ? Dạ bú sữa ngoài, tại lúc trước em có sữa mẹ mà em đi khám bệnh bị lên máu, người ta chích thuốc cho em bị mất sữa, cho nên không có đủ sữa cho bé bú. Với gia đình của mình thì rất là khó khăn, mà tại sao em lại sanh tới hai cháu vậy? Dạ tại em không biết ngừa. Cái gì? Em không biết ngừa. Không biết ngừa hả? Dạ. Rồi em đi ẩm bé đi bán hàng ngày ở bến phà như vậy đó, thì nào là bụi nè, thì nào là nắng mưa nè, dạ. Bé nó có khó không? Dạ không, bé cũng dễ, bé không có quấy khóc. Bé không khóc hả? Dạ, chỉ có muốn no rồi ngủ. Muốn no ngủ thôi. Dạ. Đúng là trời xanh trời dưỡng liền á. Nhà em gần đây không? Dạ gần. Gần hả? Dạ. Hàng ngày thì em bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, hàng ngày em bán khoảng nếu như mà nó chị sửa soạn cho hai đứa rồi nấu cơm cho ba ăn là 9 giờ em lên tới đây em bán, là khoảng nếu mà hết sớm là chưa cỡ 1-2 giờ em về. Dạ. 9 giờ bán 1-2 giờ về. Dạ. Về sau đó nấu cơm cho ba chồng ăn nữa. Dạ. Chồng em cũng thường quậy quạng lắm, sao mà phải đi gây sự với mọi người? Dạ tại xích mích giữa bạn bè. Ừ. Bây giờ nhìn ẵm bé là nhìn thấy thương lắm mọi người. Bé tên gì Nhung? Dạ bé tên Ngọc. Bé tên Ngọc. Dạ. Có ăn đầy tháng cho bé không? Dạ có. Còn bé lớn tên gì? Dạ bé lớn tên Châu. Bé lớn là bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Còn bé này? Dạ bé gái luôn. Hai bé gái hết luôn. Dạ. Đi bán hàng ngày như vậy là em bán được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em bán khoảng 3 năm. 3 năm. Dạ. Lúc em có mang bé Ngọc thì em có đi bán không? Dạ có. Có mang em, vẫn đi bán luôn? Em đi bán tới ngày sanh. Bán tới ngày sanh luôn? Dạ. Thì ngày sanh là tổng cộng là tốn là bao nhiêu tiền? Dạ tốn khoảng 900 mấy. 900 mấy chục ngàn? Dạ. Tiền viện phí luôn ha? Dạ. Thì đủ tiền không hay là phải sao? Dạ phải đi mượn. Đi mượn tiền. Dạ. Anh thấy cái tuổi đời em cũng còn khá là trẻ. Dạ.
chưa hiểu biết nhiều về cái sự đời mà lại đi gọi là quen một người rồi bây giờ lại có con thêm hai cái gánh nặng này nữa. Dạ. Đối với bản thân em thì em có ước mơ gì không? Dạ không, em muốn ước mơ gì hết. Em chỉ biết là đi bán vé số được ngày nào hay ngày đó kiếm tiền để nuôi con thôi. Tại vì mình sinh nó ra mình phải có trách nhiệm nuôi nó. Không có ba mẹ. Dạ. Ở với bà dì, dì hay cô? Dạ bà. Ở với bà. Dạ. Bà là chị của ngoại. Dạ. À, rồi chồng thì đi đi tù. Dạ. Còn ba thì bị bệnh. Dạ. Ờ, ngày xưa mà chồng của em á có đập đá đó thì em biết không? Dạ em không biết. Em không biết. Không biết. Vậy sao em mới biết? Chồng em đập đá bao nhiêu năm? Cũng khoảng mới đây thôi, tại lúc đi làm á cũng có người dụ nó. Nó không biết, nó cũng hút. Sau này nó mới ghiền. Hút xì ke hả? Dạ. Hút xì ke đập đá? Dạ. Hút xì ke hay gì á, em cũng không rành hả? Sau này hút ở nhà hay là hút ở đâu? Dạ, ở ngoài. Ở ngoài hả? Dạ. Có về nhà không? Dạ không. Em trước đây thì em thường mới quen chồng mình đó thì chồng có hút không? Dạ không. Không hả? Dạ sau này đi làm á thì tụ tập mới có. Rồi có được, em có thường vô thăm chồng của mình không? Dạ có. Chồng ở tù gần đây hả? Dạ ở trong B4. Chỉ được vô gửi đồ ăn. À. Dạ. Bây giờ là chỉ có ước mơ là có tiền để mà nuôi bé thôi đúng không? Dạ. Mà sáng giờ là hôm nay là bán bao nhiêu tờ? Hôm nay em chỉ bán có 100 tờ thôi mà mưa em bán không được. Còn bao nhiêu tờ? Em còn 40 mấy tờ. 40 mấy tờ? Dạ. Ôi trời ơi. Thường là giờ này là hết rồi hả Nhung? Dạ đúng rồi. Ngôi nhà của mình là ngôi nhà gì ta? Dạ. Nhà của mình á là nhà lá hay là nhà tường? Dạ nhà tường, nhà của bà nội chồng. Nhà của bà nội chồng. Dạ. Thật ra với một người mẹ trẻ như thế này thì có đầy đủ chứ. Không có ai chỉ bảo thì có đầy đủ kinh nghiệm để mà chăm sóc cho bé không? Dạ, dạ cũng không. Ừ. Dạ. Thấy rất là tội luôn cô bác của anh chị. Có nghĩa là hàng ngày phải ẵm đứa con của mình á đi bán lôi bộ bán hả? Dạ. Em từ đây đi xuống đó đi bằng gì? Đi xuống phà? Dạ ba chở lên. Có thì bán ấy thì lội bộ theo đường bán đường chợ. Lội bộ ba chở lên chiều về. Chiều về ba cũng rước về. Ba cũng rước về. Dạ. Chồng em là năm nay cũng mới 18 luôn. Dạ. Người ta nói cái tuổi 18 á là một cái tuổi gọi là tươi đẹp nhất của người con gái. Dạ. Tuổi mới chốn ở thôi. Nhưng mà đối với lại Nhung thì bây giờ mới 18 tuổi thôi đã ôm trong mình hai người con mà chồng mình lại đi tù nữa. Thì bây giờ ví dụ bé khóc vậy thì sao? Dạ bé khóc thì em dỗ. Em dỗ ra có sữa dỗ không? Dạ có. Lên cho bé uống sữa đi. Dạ em mới cho bé uống. À. Dạ. Trời ơi, khổ như vậy. Em thấy em có bao giờ em nghĩ rằng em thấy những người mà tuổi nhỏ nhỏ giống như em á, người ta rất là xinh đẹp nè, mới lớn lên mới chớm nở thôi. Còn em thì lại ôm trong mình hai người con, thì có bao giờ em nghĩ lại là em hối hận về cái thời gian trước đây không? Có. Em có thể tâm sự với anh. Sao nản? Nói đi anh nghe nè. Thấy ai cũng có ba mẹ hết. Ba mẹ em chia tay nhau hồi năm em bao nhiêu tuổi? Dạ chỉ có 1 tháng tuổi thôi. 1 tháng tuổi thôi.
Có nghĩa là hiện nay thì em nghĩ là không được dạy dỗ của ba mẹ đúng không? Nên em không có biết nhiều. Thấy nản như có bao giờ là em nghĩ quẩn không? Dạ, cũng có một thời gian em có suy nghĩ như vậy. Sao? Tự thấy gia đình mình thì không có ba mẹ, mà bên chồng thì chồng lại bị đi tù nữa, mà mình em nuôi hai đứa em thấy nản lắm. Nhiều lúc hai đứa khóc em cũng tự em dỗ. Bé kia mới 2 tuổi rồi, ở với ai? Dạ ở với dì chồng. Vậy hả? Rồi 2 tuổi vậy thì đâu có ăn uống rồi sao? Dạ ăn cơm thì dì đút cho ăn, ngủ thì dì dỗ cho ngủ, bé cũng vậy. Nếu như có một phép màu, có một điều ước thì em sẽ ước cái gì? Em ước là con em có cuộc sống đầy đủ như bao người, chứ không phải là cực khổ như vậy nữa. Em mong đi, em thấy tội cho con em lắm. Em thấy con người ta ai cũng được ba mẹ thương yêu hết trơn, còn con em á phải nhăn nắng như vậy. Em có nghĩ rằng là số phận của con của mình giống giống mình ngày xưa không? Dạ có. Thật ra thì lúc nãy anh gặp em ở dưới bến phà thì rất là nhiều dòng người đi qua đi lại ở bến phà đó, thì họ đi ở xe sang này, xe đẹp, và con cái của người ta thì được cưng chiều, được đầy đủ ấm no. Mình thì phải ẵm con của mình đó lên những cái bước chân đi ở để mờ từng tờ vé số, rồi nắng mưa nè, thì lúc đó có khi nào em động lại để mà em suy nghĩ về cái tương lai của các bé không? Dạ cũng có. Nhiều khi em ẵm đi bán trời mưa gì nè, người ta cũng nói em hành hạ đẻ ra rồi hành hạ ẵm con đi bán vậy. Nhưng mà em để ở nhà thì không có ai giữ hết á, chỉ có mình em à. Với lại em phải bán em kiếm tiền em mua sữa. Nhiều người không biết thì người ta nói em lợi dụng trẻ con để bán kiếm nhiều tiền hơn. Thì lúc người ta nói như vậy thì em nghĩ sao? Đúng đó, người ta nói thì em chỉ biết khóc chứ em không biết nói gì hết. Em có giải thích lại với người ta không? Em có giải thích nhưng mà nhiều người không có tin. Em giải thích em nói như thế nào? Em nói là gia đình hoàn cảnh em vậy đó, có một mình em nuôi, em phải ẵm con em đi bán, không có ai giữ con em hết. Hàng ngày đi bán thì bé nó khóc vậy không? Dạ không, bình thường trời mưa thì nó có khóc. Trời mưa em không biết sao mỗi lần mưa là nó cứ khóc vậy. Mưa là khóc à hả? Dạ. Ôi còn trời. Bình thường là trời nắng thì cứ ngủ à. Dạ. Có nghĩa là bé không mặc đủ ấm hay sao á? Ở nhà có đầy đủ áo ấm rồi cho bé không? Dạ có. Nghe bé, thật ra Bùi Hồ rất là ám ảnh với tiếng của con khóc. Rất ám ảnh em bé khóc. Lý do là người lớn á, ví dụ như đói khát thì biết kêu, còn em bé thì không biết kêu, chỉ là hiện ra cái tiếng khóc thôi. Mà cái tiếng khóc của em bé thì rất là ám ảnh riêng đối với bản thân của Bùi Hồ. Rất là sợ luôn, rất là sợ em bé khóc luôn. Đó. Có khi nào em bé khát sữa không Dung? Dạ, bé uống no là bé không có muốn nữa. Em muốn bé uống sữa gì vậy? Dạ, bé muốn sữa lon. Sữa lon hả? Dạ. Sữa bò hay gì? Có sữa em, sữa em, hiện giờ em cũng quên rồi. À, bao nhiêu một lon? Sữa bạch. Dạ. Lúc trước là uống sữa bạch hả? Dạ, đúng rồi. Sữa bạch.
Ủa, 5.000 một bịch đó hả? Dạ. Ôi trời. Anh Nguyễn có mua rồi đúng không? Cô bé khóc quá luôn à, cô bác quý anh chị ơi. Cái gì vậy? Em ẩm đi tới đi lui coi sao. Ẩm đi tới đi lui thì không có khóc. À. Ẩm xích vô có trần mưa. Cái gì vậy? Hình như là bé chịu đi. Ôi trời ơi. Khổ quá. Còn cái đó là bao nhiêu tờ giấy số? Dạ em cũng chưa đếm. Đưa anh coi coi. Đưa anh đếm rồi. Đây nè. Ở trong cái túi này là gì đây? Dạ tiền. Tiền. Đáng bỏ tiền này hả? Dạ. Có khi nào bị kẻ xấu giật không? Dạ không. À, tiền ngày xưa đi. Em học lớp mấy là em nghỉ? Dạ em học lớp 8. Học lớp 8 là nghỉ rồi. Dạ. Cái gì vậy con? Học hết lớp 8 á. Tại sao mà không có, không có biết gì, không có ba mẹ chỉ nên không có biết gì hết á. Thấy ở ngoài rất là trẻ luôn. Và Bùi Hồ không nghĩ là Dung là 18 tuổi đâu. Thật ra không tin. Thân hình bé xíu siêu à, mà lại có hai đứa con rồi. Một phần là do dạ, không có học hành đến nơi đến chốn. Hai là ba mẹ là chia tay sớm. Thành nữ là khi mà chưa trải được cái sự đời thì là có bạn trai rồi để có mang luôn rồi đến thời điểm bây giờ. Rất là tội luôn. Nói chung là mỗi hoàn cảnh thì nó mỗi khác nhau. Mà thấy hoàn cảnh của Nhung này cũng khá là tội. Nhưng mà trách là cũng trách chồng của Nhung. Khi mà đã biết gia cảnh của mình rất là khổ, làm không phụ nuôi con mà lại hút chích nè, rồi thêm cái tình trạng nữa là lại đánh đập rồi đi tù nữa. Đó. Có khi nào em nghĩ là em sẽ bỏ chồng em không? Dạ. Dạ. Nếu mà em nghĩ, suy nghĩ thì người ngoài sẽ nói em nhiều lắm. Nói sao? Giống như là người ta nói là người ta sẽ nghĩ khác, người ta sẽ nghĩ em là sẽ có chồng khác rồi bỏ chồng em đi tù vậy mà em bỏ. Cái này gọi là một cô gái trẻ trong rất là trẻ. Quá khóc luôn rồi. Thì còn bao nhiêu đây thì anh Nguyễn anh nói mua hết luôn hả? Dạ. Nói luôn hả anh Nguyễn? Đại điếm, anh điếm có bao nhiêu tờ nha Nhung? Dạ. Đây. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 tờ. 47 tờ là 470.000. Chiều nay anh thay mặt anh Nguyễn đồ gửi cho em một tờ luôn nha. Tặng hai mẹ con một tờ luôn. Đây. Chiều nay nếu mà trúng á thì hai mẹ con nổi đời. Cho về sớm tại sao thấy bé khóc hội quá. Dạ 47 tờ. Tặng em đi khỏi nói đi. Anh Nguyễn tặng em khóc. Cái gì vậy? Bữa nay khóc dữ vậy? Ôi ơi, ẩm đứng lên, ẩm đứng lên đi. Rồi. Khóc quá trời. Cho cô bác xem nè, đứng tới cái vai của Bùi Hồ thôi. Đó. Có nghĩa là nhỏ xíu con, em cao mét mấy? Mét 49. Mét 49 hả? Dạ. Ôi trời. Nói chung là
hai mẹ con còn phải thời gian tới là cũng phải cố gắng nhiều. Hôm nay thì được anh Nguyễn giới thiệu về hoàn cảnh của hai mẹ con á, thì anh cũng không biết nói gì hơn. Thì anh hôm nay thì quay thước phim này lên để cho cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân có hỗ trợ em thì hỗ trợ ha. Thì anh thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh Trương Ngô ở Mỹ á, gửi cho em 100 đô ha, là số tiền là 2.400.000 đồng. 2 triệu, đây 2.400.000. Này là anh Trương Ngô ở Mỹ gửi cho em để cho em mua sữa cho em bé hay là trang trải gì trong gia đình đó. Này anh gửi cho em nè. Nên em có nói lời nào Mạnh Thường Quân không? Dạ em xin gửi lời cảm ơn tới anh Trương Ngô đã gửi cho em số tiền để em có tiền mua sữa tả cho con em để trang trải cuộc sống. Thay mặt cho em Nhung chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân cũng như là anh Trương Ngô đã đồng hành để mà hỗ trợ cho hoàn cảnh của em, em Nhung với lại bé con của mình để có tiền để mua những cái lon sữa để chưa bồi bổ cho bé. Xin chắc có lẽ là đoạn clip đến đây chia sẻ về một cái hoàn cảnh một thiếu nữ có một cái hai người con rất là đáng thương và tội nghiệp, hoàn cảnh cũng khá là éo le. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.